Hi everyone, welcome back to my channel. Clip này thì mình sẽ review 8 tựa game. Tựa game đầu tiên mà mình sẽ chơi đó chính là tựa game Granny. Tựa game này thì được rất nhiều những bạn trẻ trên thế giới ưa thích. Trong cái trò chơi Granny này thì mới được cập nhật cái cách trốn thoát là bằng đường hầm các bạn ạ. Bình thường thì có rất nhiều cách trốn thoát như là trốn thoát bằng cửa chính này, trốn thoát bằng máy bay trực thăng và trốn thoát bằng cano. Thậm chí là có cả trốn thoát bằng tàu điện ngầm trong phần 3 nữa. Nhưng hôm nay thì mình sẽ review một cách là trốn thoát bằng cái đường cống. Bên dưới này là ta có một cái đường thông đạo. Cùng mình nào. Let's go. Robot trong trò chơi này khá là thông minh, chỉ cần nơi nào phát ra tiếng động là nó sẽ tìm đến. Chúng ta hãy lợi dụng cái sơ hở đó để đánh lạc hướng với đề, sẽ đánh lạc hướng con bot bằng cách là làm rơi chiếc ghế. Con bot sẽ đi lên trên này tìm, trong khi đó thì mình đã trốn thoát xuống dưới bên dưới này rồi. Cách duy nhất để chúng ta có thể dễ thở hơn là hãy đánh vào hướng con bọt. Thậm chí những lúc chúng ta cần tìm đến con bọt, xác định vị trí con bọt thì chúng ta có thể gây ra tiếng động, thu hút sự chú ý của nó. Nó sẽ đến như mình đây. Mình đang chế tạo một cái khẩu súng để bắn con bọt. Thì mình sẽ cố gắng làm sao để thu hút sự chú ý của nó. Nó sẽ đến đây. Mình sẽ dùng cái khẩu súng này bắn nó. Đứng mà nhìn này. Bắn vào tao luôn, không bao giờ ngán vào tao luôn. Thank you.
bà ta sắp tỉnh dậy đấy. Ôi! Oh my god! Ôi! Wow! Tí nữa chị bị vào tai bát rồi. Oh man. Hey. Mình quyết định mình sẽ đi ra và tiêu diệt bà ta này. Bà ta trở nên vỡ tan luôn. Ui. Đi nhờ tí. Ôi. Mình ghép của bà ta. Ta chuẩn bị đối diện với một con boss khác này. Con boss này nó còn kinh khủng hơn. Con boss này bất tử, không có cách nào tiêu diệt nó được. Ta chỉ có cách là đánh lạc hướng nó chạy thôi. Không như bà Granny có thể dùng súng bắn hoặc là dùng cái bẫy băng đấy. Con boss ở dưới này thì không có cách nào để tiêu diệt nó cả. Đấy. Mình có nhẹ, tốc độ di chuyển của nó cũng nhanh. Sẽ đây là một cái hang nhẹ. Nó chùm nhện ở dưới này rồi.
Quất luôn chương 1. Bỏ qua. Let's go.
em nhỉ, chưa bị nó truy đuổi đấy. Let's go. Thử ông ta về đây cơ. Nghe thì tiếng ông ta nói wow. Ê thank you.
mở cửa hút. Đây tiếp thôi. Cánh cửa này vậy, xấu quá nhỏ, mình nổi cả da gà lên luôn, nhìn cho bà ta. Ui, cái cảm giác đấy yeah. Rồi, last day luôn. Đây là cái
game mà trải nghiệm khi bị Barcelona đập vào. Ôi là trời, đập hai lần rồi, rất ít khi mình bị đập như thế này. Đập khoảng 3 lần luôn à. Thôi lần này. Ôi. Này không được đâu bà ơi. Tốt nhất là mình hãy trốn thoát ra khỏi đây đi. Ta đập mình mà thôi. Sẽ chơi Kiang. Đây là một tựa game kiểu dạng thu thập. Xong luôn đấy, không được chơi lại nữa đâu, không được hồi sinh các kiểu, không bị bắt nhốt lại nữa đâu. Thua là thua, không có cơ hội luôn. Yeah.
thì mình sẽ review The Last Horror. Âm lượng hơi to, mình sẽ giảm nhỏ đi một chút. Hướng dẫn các bạn chơi cái phần setting, sorting, đi tiêu diệt những con mu mu. Nhìn nè, cầm súng bắn luôn. Bước vào căn nhà này là bắn luôn. Đập sẵn lòng súng rồi. Sợ. À, đông nữa vào. Cứ thế chúng ta sẽ vượt qua được tất cả các map bằng cách tiêu diệt được con Mumu. Và bây giờ thì chính là tựa game Scary Horror Canal. Đến với level 1 này. Ui, con boss nó dữ gì đuổi theo mình luôn. Tìm một chiếc hộp à? Ê! Phải bước vào trong cái căn nhà đó. Con boss ở trong căn nhà đấy, như nhặt chiếc rìu thì phải. Rồi. Mình ấn nhạc rồi vẫn không được nha. Kỳ cục vậy. Có hai địa điểm mà mình cần phải tới. Đều là ở trong nhà hết.
Ôi nhà gục Stickman được cái tựa game tiếp theo. Video của mình cũng xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn thấy hay thì hãy like và subscribe, comment để lại ý kiến của mình nhé. Thank you, goodbye, see you again. Hẹn gặp lại. Bye bye.